cái chủ nhà đã bố trí cây cảnh rất là đẹp. Anh chị cứ xem hết cái video này của em đi nha, tại vì cái video này thì cũng tương đối là dài đó, tại vì em đi hết khu đất luôn, em sẽ review hết từng cái ngọn ngành cho cô chú chị mình cùng xem luôn á. Thì thí dụ mà cô chú chị mình không mua được bất động sản này, nhưng mà anh chị có thể là xem tham khảo để mà anh chị có thể về đây mua một cái mảnh đất trống để mà anh chị có thể là học hỏi thêm, hoặc là xem để tham khảo ha. Ở đây có hai cây vú sữa rất là bự, ba cây luôn chứ không phải ba, hai cây đâu ha. Xin chào cô chú anh chị, em là Điền đây. Thì chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền. Thì hôm nay đặc biệt em quay một cái video mà em review một cái căn nhà vườn rất là đẹp, đẹp nhất từ trước tới giờ mà em review đất. Thì đây, hôm nay em sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị một cái nhà vườn nha, nằm ở thuộc ở ấp Tân Trung, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Thì cái view nghỉ dưỡng này, cái view nghỉ dưỡng này là nằm đối diện nhà em luôn anh chị. Đây, nhà em ở đây ha, nhà em ở đây. Thì cái view nghỉ dưỡng này tiếp giáp với mặt tiền đường nhựa này nè. Thì em sẽ nói thông tin cơ bản trước nha. Thì cái bất động sản mình á, giáp với mặt tiền đường nhựa này là 33m và sâu 37m anh chị. 37m, hiện tại là đất là đã có xây dựng, đã có nhà ở, đã có tường bao. Đó, ở đây là gọi là Tân Gia Trang anh chị. Tân Gia Trang. Thì hiện tại bất động sản mình đã có 100m thổ cư rồi. Và em đang ở đây là ở vị trí tại xã ấp Tân Trung, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Đây. Thì hiện tại cái đường nhựa này ha, đường nhựa này mình đi hướng này tầm một cây số thôi là mình đi ra được quốc lộ 55 rồi. Còn mà đi thẳng luôn ha, mình đi thẳng luôn á là mình đi được 328. Đó thì khoảng là một cây rưỡi anh chị. Ra 328 khoảng cây rưỡi, còn quốc lộ 55 thì đi ra đây khoảng là một cây số thôi. Ở đây mình có thể nhìn ra thẳng qua kia là thấy quốc lộ 55 luôn anh chị ha. Nói chung là vị trí em Điền đang đứng đây thì rất là gần thị trấn chị. Ra tầm khoảng cây rưỡi thôi là ra tới thị trấn Phước Bửu rồi. Thì anh chị cũng đã biết rồi, ra thị trấn thì cũng không có thiếu bất cứ gì hết ha. Tiện ích và tiềm năng thì vẫn như nhau. Nhưng mà có cái đất mình là thuộc đất xã thôi, đất xã Phước Tân anh chị. Đây, thì ranh giới nè, tường bao hết rồi ha. 33m mặt tiền. Thực sự thì nói thực sự ra thì anh chủ này anh kẹt lắm mới bán cái này anh chị, kẹt lắm, cực kỳ kẹt. Anh chị có thể thấy này, anh chị thấy xây dựng vậy thì không phải là xây để bán đâu anh chị, thực sự là xây để ở đó, nhưng mà vô cái thế bí thì phải bán thôi anh chị. Rất là tâm huyết. Mà bán giá hợp lý nha, chứ không phải là bán giá mà kiểu đầu tư bán lại đâu anh chị. Thì đây cột cái nước máy nhà mình, ranh mình tới đây ha, có cột móc ranh ha. Điện đài đầy đủ. Nói chung khu vực em Điền, chính em Điền đang ở nha, em Điền nhà đối diện đó, chính em Điền đang ở thì em thấy khu vực này cực kỳ, khí hậu cực kỳ mát mẻ và cực kỳ an ninh luôn anh chị. Đây là cái cổng rào nhà mình ha. Cũng rất là đẹp, lợp bằng ngói đây, trên này làm bằng gỗ nha anh chị. Đây, kèo cột là bằng gỗ hết. Bây giờ em sẽ tiến vào trong cho cô chú chị mình cùng xem nha. Thì hiện tại cái khuôn viên của mình là cái mô hình làm theo kiểu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ mát nè. Đây, em Điền sẽ đi qua bên này trước nha. Này chị thấy nè, cái chủ nhà đã bố trí cây cảnh rất là đẹp. Anh chị cứ xem hết cái video này của em Điền nha, tại vì cái video này thì cũng tương đối là dài đó, tại vì em đi hết khu đất luôn, em sẽ review hết từng cái ngọn ngành cho cô chú chị mình cùng xem luôn á. Thì thí dụ mà cô chú chị mình không mua được bất động sản này, nhưng mà anh chị có thể là xem tham khảo để mà anh chị có thể về đây mua một cái mảnh đất trống để mà anh chị có thể là học hỏi thêm, hoặc là xem để tham khảo ha.
Ở đây có hai cây vú sữa rất là bự, ba cây luôn chứ không phải ba, hai cây đâu ha. À, như ở ngoài cổng thì có một cái phiến đá, à, có khắc tên Tân Gia Trang. Tân là cái tên của anh chủ nhà mình ha. À, đó, cái đó cũng rất là có giá trị đó chị. Giá trị đối với ảnh, còn mà đối với khách hàng thì cũng không có giá trị đối với khách hàng đâu. À, đây, đây là ảnh thiết kế cái hồ cá coi anh chị. À, bên đây là cá coi, đây là ảnh làm theo kiểu là nước đổ như thác anh chị ha. À, hiện tại thì đất mình là có là tổng diện tích nhé là 1.222 mét vuông anh chị. À, và có 100 thổ cư. Hiện tại diện tích anh chủ nhà là mình đang xây dựng đây thì khoảng là hơn 100 mét vuông một chút xíu, nhưng mà không sao, anh cũng đang muốn lên thêm đó nhưng mà anh chưa lên ha, nhưng mà mình có thể lên được tại vì đất mình là quy hoạch khu dân cư anh chị. À, nên là anh chị mình có thể có nhu cầu á thì anh chị có thể lên thêm thoải mái, lên hết đất cũng được anh chị, 1.222 mét vuông. Bên kia thì có nhà nghỉ mát, nhà lục giác đó. Khuôn viên rất là rộng, mặt tiền 33 mét anh chị. Đó, thì hiện tại nhà anh đang ở thì nhà này nè có một trệt một lầu. Đó. Hiện tại thì anh đang cho người cắt cái cỏ để mà lên cái cỏ mới anh chị, nên là anh chị có thể thấy nó hơi vàng vàng chút xíu tại vì cái gốc á. Đó. Đó. Một thời gian mấy ngày sau tưới thì sẽ xanh lại thôi chứ không phải là khô héo. Đây, đây cũng cây cây vú sữa. Vú sữa cây này cũng là khá là nhiều năm tuổi đó anh chị. Đó, toàn những cây cổ thụ và có năm tuổi nhiều. À, có giá trị. Em sẽ qua bên này ha. Đây. Đó, những cây cảnh này anh sưu tầm nè. Những cái phiến đá khắc chữ. Cho quay chút xíu nha. Cái vú sữa này chắc có nhiều năm tuổi lắm anh ạ. Này chắc cả mấy chục năm ha. À, trăm năm ha. Nhìn. 1 2 3 cây, 4 cây. 4 cây vú sữa. 5 cây ha. Ủa này cái nhãn hả ta? Cái gì? Cái chôm chôm hả? À. Nó chôm chôm gốc bự ghê á. Hai cái vô giữa hai chôm kìa. Dạ. Dạ. Đây là chắc anh làm cái thác nước ở giữa này. À, trồng cây ở giữa cái thác. À. Đó. Này. Nói chung là ảnh cũng sưu tầm những phiến đá rồi ghi khắc chữ ha. Thơ văn cũng rất là hay. À, em sẽ tới gần cho anh chị đọc từng cái phiến đá nè. À, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. À, anh chị có thể thấy cái view này cực kỳ tâm huyết nha anh chị, thật sự là không muốn bán đâu nhưng mà vô cái thế rồi. À, em cũng báo giá luôn cho anh chị cùng biết cái giá bất động sản này nha. Thì cái giá anh chủ nhà này thực sự muốn bán nha, thực sự muốn bán là giá cũng để lại rất là rẻ, cũng là lỗ đó, bán lỗ anh chị. Thì tổng tiền cho cái bất động sản này là 10 tỷ rưỡi anh chị. Thời điểm trước là đã có người trả 18 tỷ nhưng không bán anh chị. À, tính ra mà 10 tỷ rưỡi thì tính mét vuông nha, tính mét vuông trước thì khoảng là 8 triệu rưỡi một mét vuông anh chị. 8 triệu rưỡi mét vuông mà anh chị nhìn đi. Đó, khuôn viên đã xây dựng này, nhà gỗ này, nhà người ăn uống này ha. Và trong này là cái phòng hát hả, có hồ bơi luôn. Đó. Mà có 8 triệu rưỡi một mét vuông thôi anh chị. Mà tính ra một mét ngang thì khoảng là 300 mười mấy, gần 320 một mét ngang. Mà tiền của mình tương đối là nhiều anh chị, 33 mét mà. Còn nở hậu ra một chút xíu. À.
đó, nhà gỗ ngói nhà mát. Đây là nhà khu viên nhà ăn uống à, đó. Hồ bơi đó. Cái nhà gỗ này là gỗ gì anh? Sao xanh này cũng này chắc gỗ hiếm anh, thuộc gỗ hiếm á ha. Yeah. Gỗ sao xanh. Cái nhà mát ngoài kia cũng vậy á, nhà sao xanh, gỗ sao xanh. Tự mua một vườn về tự xả tự chứ thợ làm. Dạ. Hồ bơi. Nhà hát. Thì cái vị trí bất động sản mình thì nằm cũng là vị trí rất là tốt luôn anh chị. Vị trí nói chung là đi ra biển cũng gần nè, đi ra thị trấn cũng gần nè, không thiếu cái gì, dân cư lại đông. Mà khí hậu ở đây cực kỳ mát mẻ luôn, cực kỳ mát mẻ, rất là mát mẻ. Xung quanh đây là toàn những cái view nghỉ dưỡng nè. Bên này có cái Mộc Villa, đó là căn hộ cho thuê ở lộn, cho cái homestay cho thuê đó. Còn bên này có cái suối trang nghỉ dưỡng nữa. Còn phía bên này thì có cái Lộc Vừng, trước em cũng có quay rồi đó. Nói chung là khu vực của em ở thì toàn là nghỉ dưỡng anh chị. Bất động sản mình thì có hướng Nam anh chị ạ. Hướng Nam ha. Hướng Nam thì hướng mát luôn á, gió thổi về đây luôn, gió thổi vô thẳng cửa nhà luôn ha. 1.222 m². Tiếc quá ha, nói thật sự là em mà nói thì chủ nhà bán cái căn này em cũng tiếc nữa. Tiếc là một hàng xóm đã ở cũng gần một năm rồi, ở làm hàng xóm gần một năm rồi, nhưng mà giờ anh bán, giờ anh phải đi á, tiếc quá. 10.5 tỷ mà bán cho tổng diện tích là 1.222 m², có 8.5 triệu m² à anh chị. Đó. Tiền này chắc anh làm mà cả 10 tỷ này, 10.5 tỷ này thì tính ra là ảnh cả xây dựng, cả làm nhà gỗ, cây xanh đồ này kia á, chưa kể đất thì khoảng là hết vài tỷ rồi, chưa kể là tính tiền anh mua đất nha. Anh chị nghĩ lỗ cỡ nào rồi anh chị. Cái khu vực em đi đây nếu mà đúng giá thị trường nha, mà đất không á thì khoảng là 350 m² anh chị. Mặt tiền đường này đất trống nha. Đó, sâu chiều sâu trung bình thì khoảng là 35-40, đó là chiều sâu trung bình. Mà bán là 350 m², đó là giá thị trường. Mà anh chị nghĩ cái bất động sản này đã có xây dựng rồi, xây dựng sẵn rồi, anh chị có thể, chỉ có việc là anh chị về coi, và nếu mà mua thì anh chị chỉ có xách vali vào và ở thôi, không có phát sinh chi phí gì hết trơn á ha. Xây dựng hết mà giá bán 1 m² khoảng là gần 320 m² thôi. Đất không là đã 350 rồi. Vô camera anh Kỳ vô. Nói chung là ở khu vực em ở thì hàng xóm em quen hết trơn á, nên là hàng xóm cứ chạy qua là cứ chào nhau. Ở đây dân ở đây rất là thân thiện anh chị ạ. Rồi anh chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì cứ liên hệ em nha. Ở nhà em thì ở đối diện, đi coi xong qua nhà em uống nước trà luôn. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ em Điền nha. Rồi. Em Điền cảm ơn cô chú chị đã xem hết video của em Điền. Rồi em Điền xin kính chào và hẹn gặp lại. Cô chú chị nhớ nhấn đăng ký kênh của em Điền nha. Rồi xin chào.